công cụ mới tích hợp cho google maps giúp khách du lịch có thể dễ dàng giao tiếp với người bản địa ý tưởng của google xuất phát từ việc khách du lịch có thể đi khắp thế giới mà không cần biết tiếng bản địa công cụ dịch thuật google translate trên google maps sẽ giải quyết trở ngại này thông thường khi du khách tới nước khác google maps sẽ hiển thị địa điểm bằng tên tiếng anh theo sau là tên địa phương từ tháng này google maps sẽ có thêm nút loa mới bên cạnh tên địa phương đây chính là công cụ dịch thuật giúp đọc tiếng địa phương cho tới nay khi cần hỏi đường tài xế hoặc dân địa phương du khách vẫn phải đưa điện thoại cho họ xem địa điểm trên màn hình với công cụ dịch thuật mới của google maps du khách có thể bật loa ngoài hoặc luyện phát âm địa điểm bằng tiếng địa phương dễ dàng hơn tính năng này sẽ hoạt động dưới dạng pop up trên màn hình cho phép điện thoại đọc tên địa điểm hoặc địa chỉ bằng tiếng địa phương ngoài ra phía dưới còn có thêm nút phiên dịch mở rộng khi nhấp vào sẽ mở ứng dụng google translate phần lựa chọn ngôn ngữ dựa trên địa điểm trong cấu hình điện thoại sau đó được so sánh với ngôn ngữ địa phương của nơi du khách tìm kiếm Google cho biết tính năng mới sẽ được triển khai trong tháng này trên nền tảng Android và iOS, trước mắt hỗ trợ 50 ngôn ngữ và sẽ mở rộng thêm.